Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy do ông Nguyễn Văn Bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn, vừa kiểm tra khảo sát ảnh hưởng xâm nhập mặn đối với diện tích vườn chuyên canh sầu riêng các xã phía Nam quốc lộ 1 và tình hình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Từ đầu tháng 2 năm 2020, xâm nhập mặn đã ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 9.000 hecta vườn chuyên canh sầu riêng ở các xã phía Nam quốc lộ 1. Hiện nay tình hình xâm nhập mặn ngày càng gay gắt, độ mặn tăng cao và lấn sâu vào nội đồng. Nhiều vườn sầu riêng cây bắt đầu chết nhánh và rụng lá do không đủ nước tưới. Đoàn đã đi thực tế tại các xã Tân Phong, Tam Bình và Cẩm Sơn, khảo sát một số vườn cây suy kiệt sau thu hoạch do thiếu nước tưới, đồng thời trao đổi với các hộ gia đình về tình hình cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt trong mùa nắng nóng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy yêu cầu lãnh đạo địa phương khẩn trương hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc vườn cây, khuyến cáo tỉa bỏ bông và trái để tránh cây suy kiệt trong trường hợp hạn mặn phức tạp kéo dài, thống kê đầy đủ chính xác diện tích vườn bị thiệt hại do thiếu nước tưới tiêu để có giải pháp hỗ trợ nông dân. Đối với trường hợp các hộ dân khu vực cuối nguồn thiếu sạch, địa phương phải tiến hành cấp nước theo dùng, theo giờ, bố trí vòi nước công cộng và thông báo rộng rãi để người dân chủ động trữ nước, đảm bảo điều kiện sinh hoạt trong mùa nắng nóng, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng nước sinh hoạt vào mục đích tưới tiêu.